Cái bông hoa này đẹp quá chừng luôn á bạn, nở ra nhìn màu tím đẹp ghê nè, không biết tên gì nữa. Đây nhà này người ta trồng tulip. Tulip không có lên đẹp ghê luôn nè ha. Chắc là người ta mua cây lớn về xong rồi người ta trồng ra ngoài đất á. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Chiều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan. Tuy là cái lịch là nó chưa có chính thức qua mùa hè, bên đây mùa hè là người ta tính từ ngày 20, sau ngày 21 tháng 6 á, là sau cái ngày hạ chí á. Tuy nhiên là cái thời tiết bây giờ là nó đẹp lắm luôn rồi, ai cũng coi như mặc định là bây giờ là mùa hè. Thì thường là mình thấy người Canada bên đây á, là người ta hay có những cái dự án làm vườn rồi ở sân sau của người ta vào mùa hè đó. Thì năm nay á, là mình cũng có một cái dự án nhỏ nhỏ ở phía cái sân sau nè. Thì mình sẽ dựng hai cái cây cột để mà mình treo hai cái dây đèn từ cái vách nhà ra tới hai cái cây cột đó. Thì chủ yếu cho nó buổi tối mình mở đèn lên cho nó đẹp thôi mọi người. Nhìn cho nó vui vui mắt á. Thì trong cái quá trình mình làm á, thì mình sẽ ghi hình lại từng cái công đoạn nhỏ, rồi sau đó mình tổng hợp thành cái clip để đưa lên cho mọi người xem chơi, thì để mọi người hiểu thêm về cái văn hóa bên đây á. Mùa hè thì người ta làm những cái dự án vườn tược này nọ. Bữa trước mình mới vô trong Costco mình mua được hai cái dây đèn nè, mỗi dây là 48 feet, ở là tức khoảng gần 15 mét á, 45 đồng, rồi sau thuế luôn chắc là 11% nữa là khoảng 50 đồng đi ha, 900 ngàn. Cái dự án mùa hè đợt này của mình á là mình sẽ treo cái dây đèn đó bạn thấy từ trên cái vách sau nhà nè, mình treo hai dây, một dây là qua thẳng tới cái vách bên đây, rồi một dây là từ chính giữa nhà nè qua cái vách phía bên đây. Cái hàng rào của mình nó chỉ cao có 1m8 à, cho nên nếu mà mình treo cái dây đèn từ ở vách mà ra tới đỉnh hàng rào á thì đi là nó sẽ bị đụng cái đầu, bởi vậy là phải chôn thêm hai cái cây cột nữa cho nó cao lên. Thì mình chỉ cho bạn coi hai cái cột. Đây là hai cái cây cột nè, dài 12 feet là khoảng hơn 36 á, thì mình sẽ chôn khoảng 9 tấc ở dưới đất, thì còn lại khoảng 2m7 đó. Thì 2m7 thì đi nó sẽ không có bị vướng cái đèn trên đầu của mình. Thì mình sẽ chôn một cây ở đây nè, dưới góc đây nè, còn một cây là ngay chỗ cái chậu hoa bên đó đó. Đây là ba cái bịch xi măng mà để khi mà mình đào cái lỗ mình chôn cột á thì mình sẽ đổ xi măng vô cho nó chết cái cột nó đứng vững hơn, chứ không có đổ xi măng thì lấp đất không thì có thể nó sẽ không có chắc cái chân cột á, rồi tới cái mùa mà gió lớn quá thì nó sẽ bị ngã. Thì để chôn hai cái cây cột đó thì có nhiều cách lắm. Cách thứ nhất là mình có thể mình đào đất bằng tay ha. Cách thứ hai là mình mướn cái máy đào ở trong Home Depot á, thì mình mướn cái máy đào cho nó nhanh, chứ đào mà đất bằng tay mặc dù là chỉ có hai cây cột nhưng mà chắc nó cũng khá lâu á, với lại làm nó không có gọn lắm. Còn máy mình đào thì nó sẽ nhanh, nó gọn hơn.
mình book cái máy đào đó rồi, ở trong Home Depot chắc mướn khoảng 4 tiếng thôi, thì họ sẽ tính từ lúc mình đem cái máy ra khỏi cái kho và tới cái lúc mà mình trả cái máy về tới cái kho, thì 4 tiếng đồng hồ để khoan hai cái đó, tính luôn cái thời gian mà chạy từ store về nhà rồi từ nhà đem trả về store luôn, thì chắc là 4 tiếng là chắc ok rồi đó. Cuối tuần này mình đi lấy, rồi mình sẽ chôn mấy cái cột đó, rồi sau đó mình đi dây điện rồi mình bắt cái đèn. Mình sẽ quay từng bước cho các bạn xem chơi cho vui ha. Lỗ khoan sâu 3 feet là khoảng 9 tấc. Đây cái máy khoan một người nhưng mà thật ra tới hai người cầm nữa thôi. Cắm cái lưỡi vô nè. Nãy giờ đào xong rồi. Giờ tháo cái lưỡi ra. Xuống không? Khui thêm cái bịch kia ra hả? Làm từ từ, có kinh nghiệm rồi, đổ xi măng vô xong rồi. Canh level thấy đều rồi nè. Hai bên. Đây là cột bên này. Cầm quay cho. Nhóm thợ chuyên nghiệp hàng xóm. Đây cái máy khoan mướn 4 tiếng của Home Depot một người, nhưng mà thật ra là tới mấy anh em ở hàng xóm phụ thôi. Chứ một người làm không nổi đâu, một người tay nó không có dài. Đó, chôn xong cái cột rồi nè. Đó. Cái này là cái nối dài, ở dưới là cái lưỡi khoan. Từ từ đó. Đó này động cơ chạy xăng. Mướn có Home Depot 4 tiếng 60 đô chưa thuế. Deposit trước 100 đô rồi mới lấy cái máy về. Ok. Đó mình khoan xong rồi, bây giờ mình hồi nãy là dựng cột canh level này nọ, mứt rồi mứt nước này nọ cho nó chung hết, xong bắt đầu mình đổ xi măng vô nè, rồi pha thêm nước đó, mình đổ nước ở phía dưới cho nó ướt trước, xong mình đổ bột xi măng vô, cái loại mà quick boss là cái loại mà khô nhanh đó. Đó rồi giờ canh level xong rồi đó, rồi giờ đi trả máy thôi các bạn. Rồi chắc lại cái bộ dụng cụ mướn của Home Depot, cái máy khoan một người One Man Auger nè, lưỡi, cái phần nối dài extension nè, đây là cái máy đó, giờ chuẩn bị đem trả lại Home Depot. Xài tính ra là chưa tới 2 tiếng, nhưng mà ở đây nó cho mướn ít nhất là 4 tiếng cho nên là phải chịu thôi. Cái dây đèn mình máng lên xong rồi nè mọi người. Đó, mình thấy không? Đó, từ cái vách sau cái nhà đó, mình kéo qua hai bên hai cây cột. Mình cũng đã cho mọi người xem cái lúc mà mình chôn hai cây cột rồi. Đó. Đó, thì mình phải gá một số, mình khoan một số cái chốt á vô trong cái vách tường,
rồi sau đó là mình mới gắn cái dây cáp mà các bạn thấy có thể thấy một cái cọng dây cáp màu bạc á, nó mảnh thôi. Rồi sau đó thì mình mới gắn cái dây điện lên trên cái cọng dây cáp đó thì nó mới chắc, nó mới đảm bảo là khi mà gió rồi có cái sự rung lắc rồi cái độ vọng của cái cọng dây á, nó không có ảnh hưởng tới cọng dây đèn. Chứ nếu mà mình không có cái cọng dây cáp á, mà chỉ có cọng dây đèn không á, thì là mỗi lần gió thổi này nọ thì nó sẽ vọng cái dây, rồi nó có thể nó đứt cái cọng dây điện của mình luôn. Bên đây là gió mạnh lắm. Có những hôm mà mùa đông hoặc là mùa hè cũng vậy, có những ngày mà nó tới gió giật và tới hơn 50 km/h luôn á. Có lúc mà nó lên tới 70 km/h. Cho nên là mình phải căng cái cọng dây cáp cho nó chắc, rồi giống như hai cái cột của mình là mình phải chôn dưới đất là 9 tấc á, rồi mình đổ xi măng vô luôn. Đây là cái ổ điện sau lưng nhà mình để mình cắm cái dây đèn á. Thì ở đây mình có một cái timer để hẹn giờ. Thì cái màu đen là giờ buổi tối nè, màu trắng là giờ ban ngày. Thì mình ví dụ như mình chỉ muốn xài từ 9 giờ đêm cho tới 10 giờ đêm, mình mở một tiếng đồng hồ cho nó đẹp thôi á, thì mình sẽ set cái timer này. Chứ không nhất thiết phải đi ra ngoài để mà tắt điện. Thì dây của mình là sẽ chạy qua phía bên hàng rào trắng ha. Xong rồi các bạn thấy đó, nó chạy dọc tới cái cột. Đó. Đây là cái đầu cắm điện nè. Thì tuy nhiên là mình sẽ chôn cái cọng dây điện này xuống dưới cái đường gạch sỏi nè, để nó khỏi bị đi dẫm đạp lên này nọ đó. Thì mình sẽ xài cái ống này, mình nhét cái đoạn nó vô trong cái ống. Rồi mình chôn xuống dưới đất. Đây ống mình chẻ làm đôi rồi nè, để có thể lòn cái cọng dây vô. Mình phải chẻ cái ống ra làm đôi, bởi vì là bạn thấy cái đầu cắm này nè, nó bự hơn cái đường kính của cái ống, mình không có nong nó vô được nha. Cho nên mình phải chẻ cái ống này ra làm đôi. Đây mình chôn cái cọng dây điện, các bạn thấy đó. Đó, mình lòn vô trong cái ống rồi. Lòn cọng dây điện trong cái ống đen. Thôi mình chôn xong cái ống rồi đó các bạn. Đó thấy không? Đây. Cái ống đen bên trong chứa cọng dây điện nè, đó, mình chôn dọc theo cái mép này nè. Đó, nó chỉ lòi ra khúc này thôi. Đó, đi ngang này nọ là không có đạp lên trên cái cọng dây nữa. Còn cái đoạn thẳng tới hàng rào á thì chắc có thể mình cũng sẽ chôn cái ống luôn cho nó gọn gàng á. Nó nhìn nó không dây nhợ, nó không có dính díu. Đoạn dây điện dọc ở đây là mình cũng chôn nó vô cái ống này nè. Một số đoạn là mình cho nó xuống dưới cái sỏi luôn rồi. Đó. Lên tới cái giáp thằng kia thì nó mới nổi cái cọng dây lên lại. Đây công trình gắn chôn hai cái cột xong rồi gắn dây đèn rồi xong rồi nè mọi người. Đó. Công trình mùa hè, dự án mùa hè. Đó. Nhìn lung linh ha. Như vậy là mình vừa mới quay xong cho bạn coi cái dự án mùa hè của mình á. Thì cái chi phí tổng cộng thì mình ước tính là, để mình tính lại cho bạn xem nha. Hai cái dây đèn là khoảng $100, hai cái cây gỗ là $60, nó là $160. Cái tiền mình thuê cái lưỡi khoan á là sau thuế là $75, là coi như là $235, cộng thêm với lại mình mua cái cọng dây điện mà để ngoài trời á. Với lại mấy cái dây cáp rồi đinh vít này nọ nữa là khoảng $100 nữa, là coi như $335, đâu đó là cho là khoảng 50 mấy 6 triệu tiền Việt á. Hy vọng là các bạn enjoy với lại cái video clip và làm về cái dự án mùa hè ngoài cái sân sau của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Bye bye, take care.